Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ hot ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Ghê Đẹp. Ok, trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Nếu mà trong quá trình học thì mọi người có thấy khó khăn chỗ nào thì hãy comment ngay bên dưới. Ví dụ như Bin thấy có những bạn hay comment mấy cái đoạn mà đánh hông thì mọi người cảm thấy hơi khó cái phần đó. Thì nếu mà mọi người cảm thấy khó phần nào nữa thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ có thể giải đáp cho mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mọi người sẽ để tay vuốt vào ngực như thế này. Hấp lên. Ok, quá dễ. Rồi mình sẽ đặt cái chân lên như thế này. Cái tay mình sẽ nắm lại. Chắc. Ok. Chắc. Rồi sẽ mở tay ra như thế này. Và sau đó mình đánh hông lên hai cái. Một cái qua bên phải, một cái qua bên trái. Hấp. Hấp. Và sau đó mình cũng làm như vậy nhưng mà mình để hai tay chống lên hai bên vai. Ok. Rồi mình đếm lại nha. 2 đi. Bùm bùm. Chíp chíp. Bùm. Hấp. Hông và hông. Hông và hông. Rồi sau đó mọi người làm động tác dặn cái tay ra như thế này. Ê, 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 ê. Cái này mọi người muốn đẹp thì mọi người phải đẩy cái phần người đi lên phía trước. Ok. Hài đi, chà 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 chà. Hài đi, chà 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 chà. Rồi sau đó mọi người đánh qua như thế này. Ok, hai phần tay bập bập. Rồi đẩy chậm lên, sau đó mình sẽ nhảy lên bật một cái. Giống như đập mũi gì đó. Hai đi tập. Rồi sau đó mình bật hai tay lên, nhìn giống như để như thế này nè mọi người. Và phần hông mình bật lên. 1, 2, 3, 4. Nhớ phần đánh hông nha mọi người. Bin có làm một video dạy hướng dẫn đánh hông riêng. Thì nếu mà mọi người có thắc mắc thì hãy vào cái video đánh hông riêng đó để xem kỹ chi tiết lại nha. Hấp hấp. Bùm bùm chắc. Rồi sau đó mình sẽ để tay qua. 1, 2, 3 cái và vuốt ngay cái phần miệng ngay như thế này và feel theo ý của mọi người thích. Ok, ổn không ạ? Ok, rồi bây giờ mình sẽ đếm lại một lần tổng thể nữa, sau đó chúng ta ghép thử với tốc độ chậm nha. 2 đi. 1, 2, hấp 3, hấp 4, đặt 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Lướt 1, 2, 3, hấp 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel, feel. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha. Ok, chuẩn bị nha. 5, 6, 7, 8. Ghê đẹp rồi, thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành bài này và có thể sống ảo trên TikTok một cách đẹp nhất. Yeah. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Nhớ like và share cho video giúp Bin nha. Hoặc là những bài hát nào mà mọi người muốn Bin thực hiện video dạy nhảy, những bài hát hot TikTok nào thì hãy comment ngay bên dưới nữa nha. Bye bye.